Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi làm cái video clip này về ngôi trường công giáo Mỹ chính thức có cơ sở đầu tiên tại Đồng Nai, Việt Nam. Kính gửi các cấp chính quyền ở Đồng Nai và đại diện cơ sở giáo dục của công giáo Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giuse Đinh Đức Đạo và Maria Nguyễn Thị Hồng Quế. Kính thưa quý vị, một tuần trước đây, tức là ngày 17 tháng 3, chúng tôi được biết có cái tin là trường Công giáo của Mỹ chính thức tổ chức lễ khánh thành phân hiệu đầu tiên tại Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam, mang tên là trường quốc tế SNE, tức là trường quốc tế đó, Marianapolis Biên Hòa Campus, được quảng cáo là trường trung học dự bị đại học nội trú Công giáo hàng đầu tại bang Connecticut, Mỹ, với truyền thống giảng dạy và tuổi đời gần 100 năm. Đặc biệt, 100% học sinh tốt nghiệp Marianapolis đều theo học tại các trường đại học danh giá khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới. Thưa quý vị, về cái phần quảng cáo này thì chúng tôi sẽ phê bình sau, có đúng như là quảng cáo như vậy hay không. Chúng tôi xin trình bày theo cái thứ tự trong cái bản tin. Ngôi trường này tọa lạc tại số 397 đường 30 tháng 4, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích là 33.420 m2. SNA Marianapolis Biên Hòa Campus mang đến các trải nghiệm học tập chuẩn quốc tế thông qua cơ sở vật chất hiện đại tương đồng với Marianapolis Preparatory School tại Mỹ. Bản tin cũng thông báo như sau: chọn triết lý ngôi trường dành cho nhà lãnh đạo tương lai, sẵn sàng tạo nên các thay đổi toàn diện cho giáo dục thế hệ trẻ, nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo xuất sắc tiếp theo tại Biên Hòa, Đồng Nai nói riêng, Việt Nam nói chung. Trường quốc tế SNA Marianapolis Biên Hòa Campus mang đến trải nghiệm học tập hiệu quả tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu rèn luyện học tập và truyền cảm hứng cho học sinh. Chúng tôi cũng trong cái bài phần trình bày chúng tôi cũng sẽ khai triển cụm từ truyền cảm hứng cho quý vị nghe. Kế tiếp, bản thông tin nói với sứ mệnh giáo dục học sinh theo truyền thống Công giáo để tạo ra sự xuất sắc trong học tập, đào tạo ra các cá nhân có lòng nhân hậu với mục đích tin Công giáo, tinh thần hướng thiện. Phương pháp giáo dục tại Marianapolis cung cấp các bài học có ý nghĩa, phù hợp với từng học sinh, khuyến khích các em suy gẫm về các vấn đề toàn cầu và cân nhắc đến yếu tố đạo đức, sự công bằng, tính liêm chính, vân vân khi đưa ra giải pháp xử lý. Kính thưa quý vị, trong phần trình bày chúng tôi cũng sẽ trở lại cái đoạn quảng cáo này và chúng tôi sẽ đi kèm những cái dữ kiện thực tế có thật trong lịch sử và cũng như thời sự. Đoạn kế bản tin nói trong lễ khánh thành, Linh mục Philippe Lê Văn Năng, giáo xứ Biên Hòa và Linh mục Vincente Nguyễn Mạnh Cường, giáo xứ Tân Mai đã đến tham dự và chúc lành cho trường. Linh mục Vincente Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: "Tôi rất vui và hãnh diện vì đây là ngôi trường quốc tế đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai mình. Đồng thời, ngôi trường này cũng mang tinh thần của Kitô giáo." Thưa quý vị, một chút nữa chúng tôi cũng sẽ khai triển cái cụm từ tinh thần của Kitô giáo ra như thế nào. Quý vị chú ý nhé. Bản tin nói tiếp: "Từ đây, những người trẻ có cơ hội hấp thụ một nền giáo dục toàn diện. Như tôi được biết, ngôi trường này có bề dày lịch sử, đội ngũ giáo viên ngoại quốc chuyên nghiệp. Ngôi trường hôm nay tôi tới thăm rất khang trang, sạch đẹp, rất tiện nghi để có thể đào tạo các học sinh thành những con người hữu ích cho gia đình, xã hội và giáo hội mai sau." Và trong phần trình bày của chúng tôi, quý vị cũng sẽ thấy rằng những cái cụm từ này nó có thích đáng hay không. Kính thưa quý vị, về cái quảng cáo gọi là cái trường này gọi là nội trú công giáo hàng đầu tại bang Connecticut thì xin thưa quý vị, ở trên cái trang niche.com đó thì ở Connecticut nó có 6 cái trường công giáo. Mà cái trường Marianapolis này đó nó đứng hạng số 5. Thì đấy, thì quý vị xem cái chữ hàng đầu nó có đúng hay không. Tức là ở Connecticut không đó, là hạng thứ 5 trong 6 trường, tức là gần Đúng chót. rồi. Còn so với toàn quốc đó, cái bảng so với toàn quốc đó, national đó,
nó hạng 209 so với 1001 trường công giáo. Đó, thì do đó cái chữ hàng đầu đó là sai nhé. Và hơn nữa, cái trường đó, đó ở Connecticut đó, nó chỉ năm nay chỉ có 350 học sinh, và mấy năm trước thì cũng khoảng trên dưới 350 thôi, không có nhiều. 350 học sinh mà chia đều cho các lớp 9, 10, 11 và 12. Thì năm nay đó là năm 2022 đó, thì cái số ghi danh nó như thế này: lớp 9 đó có 75 em, lớp 10 có 96 em, thì cái lớp 11 đó là 126 em, và lớp 12 có 99 em. Đó là cái trường ở Connecticut đấy, cái trường mà quý vị được quảng cáo là hàng đầu đấy. Do đó là cái điều đó là cái điều nó dốc, cái điều đó sai. Rồi bây giờ đến cái thông tin thứ hai là trường nói rằng chọn triết lý ngôi trường dành cho nhà lãnh đạo tương lai. Tôi nghĩ rằng đây là một cái lời thách thức bất chấp. Tôi không biết chính quyền nghĩ như thế nào mà để cho công giáo là một cái tổ chức của người nước ngoài mà xây ở trong trường, ở trong nước mình mà lại là gọi là đào tạo lãnh đạo cho mình. Thì chúng tôi cũng sẽ khai triển cái vấn đề lịch sử về các lãnh đạo mà có dính dáng đến công giáo cho quý vị ôn lại. Nhớ lại gần thời gian gần đây đó, bởi vì cái chữ trường nội trú đó mới có hồi năm ngoái, là cái chuyện động trời xảy ra ở Canada mà người ta khai quật, người ta tìm thấy cả ngàn mấy trẻ em bị chôn vùi ở dưới trong cái địa phận của các trường nội trú mà không có cái mộ, không có tên nữa, mộ không tên. Rất là người ta rất là căm phẫn, dân thổ dân ở đó ở Canada rất là căm phẫn, và ông thủ tướng Trudeau lên tiếng bắt ông giáo hoàng giáo hội công giáo phải xin lỗi những thổ dân ở Canada. Mà dường như là nghe nói năm nay cũng sẽ có cái chương trình đó. Dường như là ông lại yêu cầu những cái người thổ dân ở đó đến Vatican để cho ông xin lỗi, chứ không có đến Canada để xin lỗi. Lẽ ra là ông phải đến Canada xin lỗi. Thì cái chuyện này chúng tôi không có trở lại cái chi tiết, bởi vì đây không phải là cái chủ đề. Nhưng mà vì lý do đó cho nên là tôi mới lục lại cái tai tiếng về các trường nội trú ở Canada. Thì chúng tôi nhặt được một cái đoạn in trên cái website The Globe and Mail ở Canada, có cái tựa là làm thế nào giáo hội công giáo Canada thoát khỏi trách nhiệm đối với người sống sót trong các trường nội trú. Thì lẽ nhiên là trong cái số những cái trẻ em mà bị hại đó thì cũng có những cái đứa còn sống sót cho tới bây giờ, nhân cái dịp mà các mộ được khai quật đó người ta lên tiếng. Thì cái đoạn trong cái tờ báo đó nói như thế này: giáo hội công giáo điều hành hầu hết các trường nội trú ở Canada là các tổ chức được liên bang tài trợ nhằm tước bỏ truyền thống, ngôn ngữ và văn hóa của trẻ em bản địa. Đó, trường nội trú của công giáo có cái tiếng như thế đó và có thành tích như thế đó. Tôi lặp lại nhé: các tổ chức được liên bang tài trợ nhằm tước bỏ truyền thống, ngôn ngữ và văn hóa của trẻ em bản địa. Đấy, truyền thống của các trường nội trú công giáo là như thế đó. Quý vị còn chưa sợ hay sao? Quý vị cần phải biết những cái sự kiện này. Tôi đọc tiếp cái bản văn ở trong cái tờ báo The Globe and Mail ở Canada cho quý vị nghe. Động lực chính là họ lo sợ việc tiếp xúc với các giáo viên tin lành trong các trường công lập và các bạn học tin lành thì sẽ dẫn đến mất đức tin. Làm sao mất đức tin? Họ cũng tin Chúa, giống như là đạo công giáo. Mà công giáo tranh với tin lành là sợ nó theo tin lành. Mất đức tin này là mất số tín đồ theo Vatican, chứ không có gì cả. Thành ra quý vị thấy nổi cái bản tin này, nổi cái đoạn này không, cũng nói là cái sự lo sợ của người ta. Mà do đó là giáo hội công giáo cứ ra sức mở trường chỗ này, mở trường chỗ kia, với mục đích là tước bỏ truyền thống, ngôn ngữ và văn hóa của trẻ em bản địa. Quý vị nhớ ba cái mục đích của họ là tước bỏ truyền thống, ngôn ngữ và văn hóa của trẻ em bản địa. Đấy, người công giáo đã, vì lý do đó họ xây dựng các trường tiểu học của họ theo từng giáo xứ, sử dụng các sơ, tức là các nữ tu của
trong Công giáo đó, và trả lương rất thấp để làm giáo viên. Đấy, họ tìm những cái người như master này kia nọ vô trong đó làm, hoặc là mấy thầy, là những cái người mà để mà họ không cần phải tốn tiền nhiều để mà mướn. Họ mướn những cái người đó là để trả lương rất thấp. Thành ra cái phẩm chất giáo dục của họ rất là tệ, nhưng mà họ luôn luôn là họ quảng cáo họ làm như là sang nhất, hay nhất, giỏi nhất. Là nãy giờ tôi chứng minh là những cái điều mà họ nói họ nhất là điều sai bét. Gần đây á, thì ở Việt Nam xuất hiện một cái tổ chức gọi là tôn giáo. Cái đoạn này đó là tôi thấy, tìm thấy ở trong cái tạp ở Việt Nam. Có một cái câu than thở như thế này: gần đây ở Việt Nam xuất hiện một số tổ chức được gọi là tôn giáo, có tôn chỉ mục đích hoạt động đi ngược lại đường hướng của đảng, nhà nước, với mục đích chống phá cách mạng nước ta. Tại sao họ lại lợi dụng tôn giáo, coi đó là chiêu bài nguy hiểm để thực hiện hóa mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Thưa quý vị, đó là một cái đoạn than thở. Xin nhắc lại là các lãnh đạo Công giáo đã gây đau thương cho dân Việt Nam, nhất là trong lịch sử. Quý vị cần phải biết cái điều này để chúng tôi ôn lại cái lịch sử mà nó còn trên giấy trắng mực đen. Thứ nhất là Tổng đốc Phương. Ông này á, là sinh năm 1844 tại Sài Gòn, nguyên chủng sinh tại Penang. Đó là thông thạo tiếng Pháp, được Pháp chọn để mà tham gia đoàn của Pháp trong cuộc thương lượng với triều đình Huế năm 1868. Sau đó, Tổng đốc Phương tham gia các cuộc tảo thanh chống Nguyễn Trung Trực. Trung Trực là nhà anh hùng chống Pháp của chúng ta. Là ông Tổng đốc Phương này á, là tảo thanh chống Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá năm 1872, thì Tổng đốc Phương được Pháp thăng chức Tổng đốc Sài Gòn. Đấy, quý vị nhớ, mỗi một lần một người của Việt Nam mình mà được người ngoại quốc thăng chức hay là tưởng thưởng hay là ban thưởng, thì đều là họ đã làm cái điều lợi cho người ngoại quốc và hại cho dân tộc mình. Người thứ hai là Trần Bá Lộc. Ông này là sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo, sinh năm 1834 tại Long Xuyên. Ông Trần Bá Lộc sinh vào đoàn quân Thiên Chúa giáo do Chalmers tổ chức, chuyên việc lùng quét các quân kháng chiến. Sau khi tham gia nhiều trận đánh tái chiếm Rạch Giá, ông Trần Bá Lộc được Pháp phong chức Tổng đốc Rạch Giá. Y là tên Đại Việt Giang, được Pháp tín nhiệm trao nhiệm vụ triệt hạ phong trào kháng chiến từ Quảng Nam đến Phan Thiết. Với cái nhiệm vụ này thì Trần Bá Lộc đã giết hại khoảng 25.000 người Việt yêu nước. Đấy, tổng đốc đó, những cái người mà giữ chức vụ lớn mà được ngoại quốc mà ban thưởng những chức vụ lớn thường là những cái người giết dân mình, hại dân mình. Quý vị phải nhớ cái điều này. Người thứ ba, Trần Tử Ca. Ông này ban đầu là người Bên Lương, sinh tại Gò Vấp. Lúc đầu y theo kháng chiến. Nhưng mà sau đó thì không biết có những cái hấp dẫn gì đó, ông lại đi theo đạo Thiên Chúa giáo, rời bỏ hàng ngũ kháng chiến, theo giặc chống lại Tổ quốc. Năm 1862, Trần Tử Ca được Pháp bổ làm tri huyện Hóc Môn. Năm 1865, y đi theo quân đội Pháp càn quét các tỉnh miền Tây. Đêm ngày 9 tháng 2 năm 1885, Trần Tử Ca bị nghĩa quân giết chết. Đấy, nếu không giết chết là nó được phần thưởng, nó được Pháp thưởng medal Kim Khánh hoặc là chức tước. Người thứ tư, Huỳnh Công Tấn, là cũng là một người Thiên Chúa giáo trong hàng ngũ nghĩa quân của Trương Công Định từ năm 1861, hay là gián điệp được cài vào nghĩa quân của Trương Công Định. Ngày 20 tháng 8 năm 1864, Huỳnh Công Tấn phản bội, bất thần phục kích giết chết ông Trương Định tại Gò Công. Đấy, người Thiên Chúa giáo đấy. Ban đầu là trong hàng ngũ, cái rồi phản. Ngày 19 tháng 9 năm 1868, ông Huỳnh Công Tấn cùng với 127 lính tập Thiên Chúa giáo vây bắt ông Nguyễn Trung Trực tại đảo Phú Quốc, và ông bị chúng mang về hành hình tại Rạch Giá. Như vậy thì riêng một mình y đó, riêng một mình ông Huỳnh Công Tấn này đã sát hại được hai nhà cách mạng kháng chiến nổi tiếng tại Nam Kỳ.
đó là Trương Định và Nguyễn Trung Trực. Quỳnh Công Tấn được Pháp trao tặng Bắc Đẩu Bội Tinh cho hai chiến công lớn này. Quý vị nghe, quý vị có ức hay chưa? Đấy, các lãnh đạo Thiên Chúa Giáo đấy, đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai đấy. Quý vị có muốn con mình, cháu mình thành những cái người mà đi giết dân như vậy hay không? Phản bội tổ quốc như vậy hay không? Người thứ năm, Tạ Văn Phụng, tức là Phêrô Lê Duy Phụng, nguyên chủng sinh tại Penang, lấy danh nghĩa là con cháu nhà Lê, giấy binh khởi nghĩa tại Bắc Kỳ, chống triều đình Huế năm 1858. Tạ Văn Phụng nhờ các giáo sĩ liên lạc với chính phủ Pháp để xin giúp đỡ. Thì vua Napoleon thứ ba đồng ý và cử tên gián điệp Duval sang Việt Nam giúp Tạ Văn Phụng với mục đích biến Bắc Kỳ thành một xứ Thiên Chúa Giáo với một chính quyền Thiên Chúa Giáo. Ông Duval đi Macau mua vũ khí và giúp cho Tạ Văn Phụng thành lập những đoàn quân gồm đa số là giáo dân. Trong các tháng 6 và 7 năm 1863, Phụng khởi binh đánh chiếm một vùng rộng lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, gồm ba tỉnh Quảng Yên, Hải Dương và Nam Định. Triều đình Huế cử Nguyễn Tri Phương đem quân ra Bắc dẹp loạn Tạ Văn Phụng, bị bắt đem về Huế xử tử. Nhân vật số 6, Linh Mục Phêrô Trần Lục, mà Giáo hội Thực dân đã ban cho tước vị là Le Baron de Phát Diệm. Le Baron có nghĩa là một cái chức nam tước, còn được biết với là biệt danh Cụ Sáu. Ông nổi tiếng là một giáo sĩ nhiệt thành, đã cho khởi công xây dựng nhà thờ Phát Diệm. Ông đã mang nhiều tiếng xấu khi hỗ trợ đắc lực cho thực dân Pháp trong thời kỳ đầu người Pháp đô hộ Việt Nam. Trần Lục là người đã hướng dẫn và cung cấp cho quân xâm lược 150 tay súng công giáo để đánh chiếm thành lũy Ninh Bình của nước ta. Cũng là người huy động 5.000 giáo dân Việt Nam giúp tay tiêu diệt chiến khu Ba Đình. Đây là một cái công trạng rất là to lớn của ông đối với nước Pháp và đối với giáo hội. Và ông đã từng bị lãnh tụ chống xâm lăng Phan Đình Phùng đè ra hỏi tội và đánh đòn công khai vì cái tội hống hách, ức hiếp dân chúng. Trần Lục được người Pháp tưởng thưởng 2 cái Bắc Đẩu Bội Tinh. Chúng ta thấy là ông đeo trên mình là đủ thứ huy chương của Pháp ban tặng vì đã hỗ trợ đắc lực cho quân viễn chinh Pháp. Đó là những cái nhà lãnh đạo người công giáo đấy. Nhân vật số 7, Ngô Đình Khả. Ngô Đình Khả với thành tích đào mã của Phan Đình Phùng, cái chỗ này giáo sư Nguyễn Minh Quang sẽ cho ý kiến. Xin kính chào quý vị. Nói về ông Ngô Đình Khả thì phải nói rằng ông được đưa đi huấn luyện tại chủng viện Penang ở bên Mã Lai rồi đưa về, đáng nhẽ là thành linh mục nhưng mà không biết làm sao sau đó ông lại trở về được người Pháp với Vatican dùng làm thông ngôn và cũng là chỉ huy những cái quân đội gọi là lính tập. Thì đúng là những lính gốc người Công giáo, ông ấy làm dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Hân đánh chiến dịch cụ tiêu diệt cái căn cứ nghĩa quân kháng chiến của cụ Phan Đình Phùng ở tại Vũ Quang thuộc vùng Hà Tĩnh. Cái nghĩa quân của cụ Phan Đình Phùng đã từng đánh bật những cái đạo quân mà Công giáo, thì đánh vào thì không có nổi, nhưng mà sau đó thì cụ Phan Đình Phùng bị bệnh kiết lệ chết. Thế xong là nhờ vì kiết lệ chết thành ra thì bây giờ cụ chết rồi, cái nghĩa quân kháng chiến của cụ Phan Đình Phùng bị bại, cho nên họ tiến được vào trong căn cứ và họ tìm mã cụ Phan Đình Phùng, họ đào, Ngô Đình Khả đào mã cụ Phan Đình Phùng rồi đốt thành tro, lấy tro trộn vào thuốc súng bắn xuống sông Lam Giang để trả thù. Đó là cái hành động này là hành động khốn nạn, nó đã có từ truyền thống bên Vatican từ thời Trung Cổ cơ. Thì các tài liệu tôi có nói rõ những cái chuyện đó. Sau Ngô Đình Khả thì cũng đồng thời Ngô Đình Khả thì chúng ta thấy là còn có Nguyễn Hữu Bài cũng ở trong cái tình trạng theo Tây, đánh dẹp các
lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta. Rồi sau đó thì Ngô Đình Thục ra làm giám mục, cũng là tích cực hoạt động làm gián điệp với lại giáo dục, chỉ bảo dạy bảo các giáo dân để theo Tây chống lại nhân dân ta. Rồi Ngô Đình Khôi thì nghe nói là anh cả, là anh của Ngô Đình Thục, thì cũng là theo Tây làm nên tổng đốc, cũng dữ dằn lắm. Cái chuyện Ngô Đình Khôi thì dữ dằn là bị Việt Minh lên để bắt được, giết chết cả hai bố con. Riêng về Ngô Đình Khôi thì làm tổng đốc ở đâu một tỉnh ở ngoài miền Trung cũng dữ dằn lắm. Nhưng mà vào tháng 3 năm 1945 đó thì Nhật đầu hàng, thì Việt Minh hoạt động mạnh, thành ra ông Bảo Đại mới họp cái triều đình Huế của nhà Nguyễn. Thì Ngô Đình Khôi đề nghị là ông Bảo Đại dùng người Nhật, yêu cầu người Nhật giúp quân để mà đánh dẹp Việt Minh. Nhưng mà cái cuộc họp đó rồi cuối cùng ông Bảo Đại không biết nghĩ sao, có lẽ là vì bị thuyết phục bởi những người còn ở trong mặt trận Việt Minh cài vào trong đó, cho nên ông Bảo Đại đã không dùng. Rồi tức là ông ấy có cái tinh thần quyết tâm chống lại Việt Minh đến cùng. Đồng thời con của Ngô Đình Khôi là Ngô Đình Huân thì cũng là sưu thời, thấy Nhật lên đi học tiếng Nhật, làm thông ngôn cho Nhật và làm cho tay sai đắc lực cho tay gọi là tình báo của Nhật ở tại Việt Nam. Cho nên là hai cha con ấy bị bắt vào tháng 8 năm 1945, theo tôi nghĩ là vào ngày 23 tháng 8 thì phải. Và cùng với ông Phạm Quỳnh cũng bị bắt, về ba người bị bắt và chính quyền địa phương chứ không phải là trung ương họ bắt được. Họ biết cái lý lịch của ông Ngô Đình Khôi cũng như ông Phạm Quỳnh và ông Nguyễn Huân, Ngô Đình Huân, thì họ giết chết, họ chôn chung một lỗ ở đâu gần một chỗ ở gần kinh thành Huế. Đó là những cái tên Việt gian vào cái thời kỳ mà trước năm 45 đó. Thì sau năm 45 ấy, thì còn trong cái thời kháng chiến năm 1945 thì có rất nhiều những cái tên Việt gian, vì bây giờ đem quân tái chiếm Liên minh xâm lược Pháp và thì càng đem quân tái chiếm Đông Dương, thì những cái tên Việt gian cũ lại tiếp tục nối tiếp và lại có những tên Việt gian mới. Đa số những cái tên Việt gian mới này đó, nó là những tên linh mục. Tôi có thể kể ra đây những là ngoài cái Tạ Văn Phục mà nãy đã kể rồi đấy, để Trần Bá Lộc cũng đã kể rồi, Lê Hoát Đạt là huyện sĩ, tức là có bà con cô cậu gì với bà Phương, Nam Phương Hoàng Hậu, tức là cũng là công giáo toàn tòng. Phải nói đến Nguyễn Trường Tộ cũng trước đó, Ngô Đình Khả thì cũng kể trước đó. Thế bây giờ là nghe đến những cái người mà mới sau này đó, thì gồm có những Nguyễn Bá Tầm là giám mục, Lê Hữu Từ là giám mục, Phạm Ngọc Chi là giám mục, Trần Lục thì cũng là kể rồi, và Linh Mục Ân ở Hà Thành đầu độc và có liên hệ đến cái tiết lộ báo cáo cho người Pháp biết để mà bắt cái những người làm cái công việc gọi là Hà Thành đầu độc vào năm 1908. Đấy, sau này á, trong thời kháng chiến thì chúng ta thấy có giám mục Lê Hữu Từ, Linh Mục Hoàng Quỳnh, giám mục Phạm Ngọc Chi, rồi Mai Ngọc Khuê, rồi Nguyễn Quang Ân, rồi Linh Mục Vũ Đức Khâm, Linh Mục Nguyễn Kim Điện, Linh Mục Lương Huy Hân, Lương Huy Hân và Linh Mục Mai Đức Tín, Linh Mục Ma Vũ Đức Luật, Linh Mục Nguyễn Quang Ân, Linh Mục Nguyễn Lạc Hóa, nhất là Linh Mục Nguyễn Lạc Hóa trong thời ông Diệm đó, là một tên gọi là có thể là đồ tể, bạc bạo chúa đồ tể ở căn cứ ở tại Cà Mau. Thế thì tất cả những cái này là những cái tên mà giết người kinh khủng lắm. Quý vị có thể đến kiểm soát cái vấn đề này ở trong cái cuốn gọi là những hoạt động của quân, những người phản động đội lốt Thiên Chúa Giáo của hai tác giả Quang Toàn và Nguyễn Hoài, thì quý vị có sẽ tìm thấy từ trang khoảng trang 100, tôi không nhớ rõ, nhưng đến trang 83 thì phải. Đấy, đó thì quý vị có thể kiểm soát được vấn đề này nó rõ ràng. Và nó giết một cách rất là tàn sát, dã man, kinh khủng lắm. Nhớ là những cái phương pháp mà nó giết người với tra tấn của thời của những người công giáo Việt Nam
trong cái thời trước năm 45 cũng như trong thời 45 54 và cái thời của ông Diệm á, thì nó giống y hệt như là những cái phương pháp tra tấn, đánh đập, giết người dã man ở trong cái thời Trung Cổ, mà cái thời nó gọi là tòa án dị giáo, tiếng Anh nó gọi là Inquisition, tức là nó bắt được người ta khác đạo thôi chứ chưa có phải là chống nó, nó cũng giết người ta như vậy đó. Thì bây giờ tất cả những cái gì mà những người giáo dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại, họ bắt được ai đó, họ cũng có dùng cái thủ đoạn rất là ghê gớm lắm. Nếu mà họ có quyền lực thì họ cũng giết người cũng ghê gớm như là cái thời Trung Cổ, mà cũng như là cái thời kháng chiến, cũng như cái thời của ông Diệm. Nếu mà các cụ có biết, các quý vị có biết kiểm soát cái vấn đề này thì nó có nhiều tài liệu lắm. Thí dụ như ông Trần Trung Ngọc thì cũng có nói rõ trong cái cuốn Công giáo chính sử. Ông Trần Tương cũng nói rõ trong hai cái cuốn cuốn hồi ký của ông ấy. Rồi giáo sư Trần Tương, rồi ông viết trong mấy cái cuốn mà biến cố thứ 11 là của chúng tôi, với lại ông Lê Trọng Văn cũng viết trong mấy cuốn sách của ông ấy rất là ghê gớm. Quý vị có tìm hiểu tác giả thì sẽ thấy rõ. Còn chúng tôi thì đọc trong những cái tài liệu bằng tiếng Anh nữa, thì những cái tài liệu đó thì kinh khủng lắm chứ không phải là không. Thí dụ như là mấy cuốn lịch sử mà tôi có nêu lên đó là cuốn Decline the Enfold of the Roman Church, cái cuốn The Vicars of Christ, tức là đại diện cho Chúa, của ông Peter de Rosa, và nhiều cuốn khác thì chúng tôi có kê trong những cái tài liệu mà chúng tôi viết ở trong những bài viết và hàng trên dưới 100 tác phẩm mà đã được đưa lên sách hiếm. Thì quý vị có thấy là những cái tác phẩm chúng tôi viết là đầy đủ hết. Những tin tức đó là người Âu Châu viết, chứ còn người Việt Nam thì chỉ có mỗi ông Trần Trung Ngọc với ông Cao Liên Nguyễn, sau này lại có ông thêm ông Lê Trọng Văn là viết thôi, chứ còn ít có người Việt Nam viết được cái chuyện đó. Và tôi là cái người sau cùng với anh Trần Trung Ngọc để gom những cái tài liệu cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp lẫn tiếng Việt để mà viết lại. Thì cái chuyện đó xin mời quý vị có thể vào kiểm chứng những cái tài liệu của chúng tôi, hay nói chúng tôi là nói chung là của cá nhân tôi, với lại của anh Trần Trung Ngọc, của ông Trào Lý Nguyễn, ông Lê Trọng Văn và anh gì ở Florida nhỉ? À, anh Chu Văn Trình ở Chu Văn A. Thế là tôi điểm ra anh thì có nhiều tác giả lắm, nhưng mà tôi chỉ nhớ được phần ấy tác giả thôi chứ không phải riêng chúng tôi đâu. Thế nhưng mà họ có nhiều người họ viết họ lại giấu tên, chứ còn chúng tôi là viết dùng tên thật. Đấy, ông Trao Liên Nguyễn cũng là một cái tên ấy, nhưng mà ông coi như là tên thật. Ông Trung Văn Trình cũng là tên thật, ông Trần Trung Ngọc cũng là tên thật, tôi cũng là tên thật. À, thôi đến đây thì tôi xin nhường lời cho bà xã tôi lại tiếp tục nói cái chuyện về vấn đề này. Xin chào quý vị khán thính giả.